nghe. Tôi nói tôi thấy chị xách nước thì có cái người đàn bà đi theo, đi sau lưng mà hổng dò. Rõ ràng tôi thấy, nhưng mà tôi không nói tiếng nào hết. Thì đi từ đó, từ nhà cổng rồi đi vô tới làm sao biết rồi mất luôn. Đàn bà xách nước thì đi theo vậy nè, đi theo vậy nè, đi theo đi theo, nhưng mà dò hổng dò. Khu của nhà chú Tú ở trong này là cũng nhà tập thể. Có một cái vong hồn đó đi theo cái chị nè bạn. Chảy xách nước thì vong hồn đi theo sao tôi thấy rõ ràng. Là ở đâu Tư? Ở trong này, trong khu chùa. Trong khu chùa. Ở trong khu chùa là nhà tập thể đó. Nhà tập thể. Là cổ đi cổ niệm Phật cũng hay ngủ gục đó. Ra tôi bàn kể cho chị năm nhỏ nghe. Tôi nói tôi thấy chị xách nước thì có cái người đàn bà đi theo, đi sau lưng mà hổng dò. Rõ ràng tôi thấy, nhưng mà tôi không nói tiếng nào hết. Thì đi từ đó, từ nhà cổng rồi đi vô tới làm sao biết rồi mất luôn. Đập đổ xách nước thì đi theo vậy nè, đi theo vậy nè, đi theo theo, nhưng mà dò không dò. Không dò đi sau lưng ha. Rồi có mà... nghĩa là cái cô đó đi trước thì đi cái trước. người này khuất mặt đi sau mà đi không dò. Mà Tư thì Tư thấy. Tư thấy rõ ràng. Tư ngồi đó Tư thấy. Đúng. Thành ra Tư mới kể lại cho chị năm nhỏ là chủ trì chùa là cũng như chủ phái niệm Phật. Thì chị mới nói mày tu im lắm mày mới được người ta cho mày thấy vậy mai. Đúng rồi. Con tu im lắm thành ra phần dông mới cho con thấy. Thấy sự thật. Cái này luôn. Là chuyện có thật luôn. Nói thật luôn nghe. Chuyện nói thật, không bao giờ là Tư nói xạo đâu. Vậy là cái câu chuyện này cũng lâu hả Tư? Lâu rồi. Thì lâu. Cách đây cũng 10 năm luôn. Cũng 10 câu năm. Câu chuyện mà cái cô mà có phần dông theo đó là cũng ngủ quật lắm. Cái 10 năm mười mấy năm gì trước là cái khu này nó ma. Vắng không Tư? Vắng lắm. Vắng dữ lắm. Ma dữ dằn. Bảo đảm luôn. Nhưng mà Tư không sợ, tới giờ vắng luôn, không còn bóng ma. À, lúc trước Tư về đây bao nhiêu năm rồi? 10 năm. Về đây 10 năm. Về đây 10 năm, nhưng mà trong thời gian mới về là gặp rồi, đụng chặn rồi. Khoảng chừng vô là gặp rồi, Tư đâu sợ. Mình gặp gì người ta có nhát Tư không? Không, không nhát, nhưng không mà ta nhát. Chỉ cho mà thấy mình vậy đó. Cho thấy ha. Thành ra chị năm nhỏ mới nói mày tu ngon lắm, mày mới được phần dông cho mà thấy mặt. Đúng rồi. Nói vậy đó, thì chị năm nhỏ khen thôi. Mới bà trình bày câu việc này lại cho chị năm nhỏ chủ trì niệm Phật. Thì chị năm ơi em thấy vậy đó, cái chị năm mới nói như vậy là cái phần cái cô đó cũng ngủ gục quá, phần dông theo. Mà cho em thấy vậy em cũng im lắm. Thì kể lại cho chị nghe mà. Tại chùa nè, kể lại tại chùa là người ta đi xách nước lên. Đúng rồi, đó ban ngày không đi ban ngày. Ban ngày mà mình thấy bình thường luôn, ban ngày thấy bình thường luôn. Wow. Vậy là cái khung này hồi đó chắc mai lắm. Mai dữ lắm, mai dữ dằn mà. Tôi nói đâu nói sợ đâu, có nói xạo đâu, chứng mặt thấy rõ ràng. Thì ra Tư mới trình bày với chị năm nhỏ. Chỉ nói với cô Năm thôi chứ nói nghe. Cô Năm thôi. Tại vì cô Năm là chủ trì. Dạ, chị Năm. Ủa, nhất là cô Năm chủ trì đây. Cô Năm chủ trì phái niệm Phật. Cô Năm nhỏ. Chị Năm vô phái niệm Phật chị mới trình bày. Chị Năm em thấy ngày hôm qua đó, chị Tư chị xách nước rồi cái phần dông đi theo. Mà đi hổng dò đi theo rồi tới bếp là quất luôn hai người. Thì chị Tư vừa vô bếp là phần dông đi theo mất luôn. Thì kể chị Năm nghe, đổ ngang. Cái đó là sự thật à. Những câu chuyện nãy giờ Tư là toàn sự thật hết. Tại Vĩnh Long cũng vậy. Tại lúc trước tôi làm thư ký ủy ban nè. Cô này là cô kể chuyện sự thật không em các bạn? Chuyện mà chuyện sự thật không? Chuyện sự thật tại chùa gần chùa Phúc Hòa Tự đó, 10 năm trước. Qua ma sự thật đó. Không bây giờ nói xạo. Đó là Tư về đây bao nhiêu năm rồi? Tư về đây 10 năm. 10 năm. Như là lúc trước khu này nó vắng vẻ lắm. Vắng vẻ. Ủa lúc trước 10 năm trước là có niệm Phật chưa? Có niệm Phật chứ, mười mấy năm rồi. Có niệm Phật. Tư về đây là theo phái niệm Phật luôn bây giờ. Là lúc trước là niệm mấy năm lúc rồi. Lúc trước mình bên đây có điện đốt gì chưa Tư? Có chứ. Điện đàng hoàng. Có điện mà sao? Vẫn hiện hình luôn. Điện đàng hoàng vẫn hiện hình cho Tư thấy. Không bây giờ Tư nói xạo. Rõ ràng. Rõ ràng mà tại phường 2, ủy ban phường 2 cũng vậy, hiện hình cho tôi thấy. Ở dưới Vĩnh Long cũng Vĩnh vậy Long luôn. Vĩnh Long cũng vậy luôn, cho tôi thấy. Vậy nhưng mà tôi không sợ. Tôi dễ thấy ha. Tôi không sợ. Không sợ ha, cho tôi. Tôi giấy. Tôi cũng có giấy đó. Tôi nói tôi mới làm việc thôi, làm việc ủy ban, tôi đánh máy đó. Tôi ký ủy ban mà. Tôi năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 64 tuổi rồi. Tôi là 64 tuổi. 64 tuổi rồi, tại chùa. Ở sau lưng chùa nè. Đó. Tôi lo công quả, lo lập công bồi đức. Lo cho chùa Phúc Hòa Tự. Chị con xin cảm ơn Tư nha. Rồi xin bye bye Tư. Không có chi.